Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tên yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lòng vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lục thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Thánh Cha Francisco chấp nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục người Đức. Bộ Ngoại giao Tiệp nói rằng các cuộc tấn công của Nga và cơ sở hạ tầng dân sự là tội ác chiến tranh và một hình thức diệt chủng. Nhật ký trừ tà số 213, quỷ dữ được thả lỏng trong lễ hội Halloween. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Đức Thánh Cha Francisco chấp nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục người Đức. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức của một Đức Tổng giám mục người Đức vào hôm thứ Ba. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của Bamberg đã phụ trách Tổng giáo phận Bavaria từ năm 2002. Gần đây, Ngài đã phải chịu áp lực về việc giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục trong giáo phận của mình. Đức Tổng giám mục của giáo phận ở miền Nam nước Đức cho biết, trong một tuyên bố được công bố vào ngày 1 tháng 11 rằng, Ngài đã yêu cầu Đức Giáo Hoàng bằng lời nói và bằng văn bản trong một buổi tiếp kiến riêng vào tháng 4 năm nay, và giải thích như vậy, tôi đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong tạm giáo phận. Đức Tổng giám mục Swift cho biết, Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu Ngài tiếp tục tại vị. Sau khi trình bày lý do của tôi một lần nữa, Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận yêu cầu của tôi vào cuối tháng 9, Đức cha Stitch cho nói, Ngài không phải là Tổng giám mục người Đức đầu tiên yêu cầu Đức Giáo Hoàng chấp nhận đơn từ chức của mình. Năm 2021, Đức Hồng Y Reinhard Mark của Munich, người bị chỉ trích vì giải quyết các vụ lạm dụng tình dục, đã đề nghị từ chức. Mặc dù Đức Giáo Hoàng từ chối, Hồng Y Mark đã công khai nói rằng Ngài có thể cố gắng từ chức một lần nữa. Đầu tháng này, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức của một giám mục Thụy Sĩ 59 tuổi. Người nói rằng sự mệt mỏi nội tâm đã khiến chức vụ của Ngài không thể chịu nổi nữa đối với Ngài. Đức Tổng giám mục Snitch, 73 tuổi, là Tổng giám mục của Bamberg trong 20 năm. Theo giáo luật, các giám mục được yêu cầu từ chức lên Đức Thánh Cha khi tròn 75 tuổi. Sau khi cân nhắc cẩn thận và cầu nguyện, cũng như nhiều cuộc trò chuyện với vị linh hướng của tôi đã đi đến kết luận vào quý đầu tiên của năm nay để yêu cầu Đức Giáo Hoàng chấp nhận cho tôi từ chức khỏi nhiệm vụ của mình, Đức cha Snitch cho biết, theo CNA Dutch. Đức Tổng giám mục nói, tôi rời nhiệm sở một cách tự tin. Các nhiệm vụ của giáo hội, việc loan báo tin mừng, các công việc liên quan đến phụng vụ, chăm sóc, mục vụ và bác ái có thể được tiếp tục một cách hữu hiệu trên một nền tảng tốt hơn. Đó là mong muốn và yêu cầu của tôi. Trong tuyên bố của mình được công bố hôm thứ Ba, Đức Tổng giám mục Swift cho biết Vatican đã thông báo với Ngài rằng việc công bố quyết định từ chức của Ngài sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11. Cho đến lúc đó, quyết định được giữ bí mật nghiêm ngặt. Tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt điều này. Bộ Ngoại giao Tiệp nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự là tội ác chiến tranh và một hình thức diệt chủng. Các cuộc tấn công của quân đội Nga vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine là tội ác chiến tranh và là một hình thức diệt chủng người dân Ukraine. Jan Lipavsky, Bộ trưởng Ngoại giao Tiệp nói, Chính phủ Tiệp sát cánh với Ukraine và chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba tại một cuộc họp báo trước truyền thông nước ngoài đã kêu gọi cộng đồng quốc tế coi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là một phần của hành động diệt chủng người dân Ukraine của Nga. Nhà lập pháp Anh từ Hạ viện Roger Gale chia sẻ ý kiến rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine là tội ác chiến tranh. Ông nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine tương đương với một cuộc diệt chủng và có thể biến thành một cuộc diệt chủng thực sự đối với người Ukraine. Nhà lập pháp Lithuania Polius Saudega cho biết, Lithuania là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine là một tội ác diệt chủng và những hành động tàn bạo mà quân đội Nga gây ra là tội ác chiến tranh. Nghị sĩ Pháp Stefan Sejone, người chủ trì nhóm đổi mới Âu Châu, nói rằng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine là một tội ác chiến tranh
cần phải được điều tra, trong khi cộng đồng quốc tế phải nghiêm túc xem xét tuyên bố của Kyiv về một cuộc diệt chủng người Ukraine đang diễn ra bởi các lực lượng Nga. Nhật ký trừ tà số 213. Quỷ dữ được thả lỏng trong lễ hội Halloween. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào một vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web CatholicExorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary Number 213, Demons Loosed on Halloween, nghĩa là Nhật ký trừ tà số 213, quỷ dữ được thả lỏng trong lễ hội Halloween. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Chúng tôi biết rằng A sẽ bị ma quỷ tấn công vào ngày Halloween. Nó xảy ra hàng năm. Là một người nhạy cảm về tâm linh và là một linh hồn nạn nhân, cô ấy hòa hợp hơn với thế giới tiền tự nhiên. Đây vừa là một phước lành, vừa là một thập giá. Vào ngày Halloween, khi ma quỷ đặc biệt xuất hiện trên thế giới, đó chắc chắn là một cây thánh giá. Vì vậy, nhóm của chúng tôi đề nghị tổ chức một buổi canh thức cả đêm và cầu nguyện với cô ấy. Chúng tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể ngăn chặn lũ quỷ. Chúng tôi đã sử dụng những lời cầu nguyện giải cứu mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có, cũng như nước phép và các vật thể chúc lành khác. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy đã bị hành hung bởi những con quỷ suốt đêm. Điều này thật tồi tệ. Sáng hôm sau, A nói rằng cô ấy rất biết ơn những nỗ lực của chúng tôi và bày tỏ sự cảm ơn. Chúng tôi đã hơi thất vọng về kết quả, nhưng cô và nhóm đều nhận ra rằng đôi khi Chúa cho phép ma quỷ tấn công linh hồn nạn nhân bất kể chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Chúng ta thấy điều này trong vô số các ví dụ từ các vị thánh. Thánh Catherine thành Siena, Thánh Gemma Jergani, Thánh Pio năm dấu thánh, Thánh Joan Vianney, cha giải tội thành Ars, và nhiều người khác. Thiên Chúa đã cho phép những linh hồn thánh thiện này bị cám dỗ, hành hung và được thanh tẩy trong cây thánh giá, trong cuộc chiến đấu anh dũng của các ngài chống lại cái ác. Không nghi ngờ gì, chiến thắng nổi lên của các ngài từ những cuộc đấu tranh này là một ân sủng vô hình cho vô số linh hồn trên khắp thế giới, đặc biệt là những người bị ràng buộc với ác quỷ. Chúng tôi rất thất vọng vì không thể bảo vệ A. Tuy nhiên, cô ấy đã chiến thắng sau một đêm Halloween bị ma quỷ tấn công. Có thể chúng tôi đã thành công, chỉ là không theo cách chúng tôi đã hy vọng. Mỗi ngày, những người đang chịu sự giày vò của ma quỷ đều đến với chúng tôi để được giúp đỡ. Nhiều người có thể được giải thoát bằng cách sống một đời sống nhân đức bí tích. Một số người cũng cần những lời cầu nguyện giải cứu tập trung. Nhưng những người khác không được giải phóng một cách kịp thời. Một số trong số này có những trở ngại cho sự giải thoát vẫn chưa được vượt qua. Đối với những người khác, con đường đến với sự thanh lọc và giải thoát của họ là một chặng đường dài. Một số rất ít được Thiên Chúa chọn để bước vào trong lò thập giá, để được thánh hóa chính họ và để cứu rỗi các linh hồn. Vườn ước mộng hồn con như một khu
chắc hạt thơ hoa, mặt đất ngầm nghìn ước mơ. Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.